Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Lòng yên vui chúng con chắp tay tầm nguyện, sóng lục hòa kết lên đài sen. Kính lạy thầy dù phong ba bão tố, dù vô minh che lấp, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn màu lam. Kính lạy thầy, hôm nay chúng con về đây nghe chuông chùa vòng ngân, cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật nương thuyền từ bến mê vượt qua. Kính lạy thầy, dù nguy nan oan khiến, dù thân tâm đau xót,
con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin. Ôi uy linh trái tim Bồ Tát, lửa kim tăng sáng chói từ bi. Ôi thiêng liêng hóa thân bất diệt, vì chúng sanh phát nguyện độ đời, từ thân tỏa chiếu sắc hoa kim, thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dẫn đưa mọi người đến với đạo vàng, giác ngộ chân tâm. Cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật nương, thuyền từ bến mê vượt qua. Kính lạy thầy dù nguy nan oan khiến, dù thân tâm đau xót, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin. Ôi uy linh trái tim Bồ Tát, lửa kim tăng sáng chói từ bi. Ôi thiêng liêng hóa thân bất diệt, vì chúng sanh phát nguyện độ đời, từ thân tỏa chiếu soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng, giác ngộ chân tâm. Thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng, giác ngộ chân tâm. Thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng, giác ngộ chân tâm. Thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dắt đưa mọi người đến với đạo vàng, giác ngộ chân tâm. Mình cái thân này quý vô cùng.
và quý hơn nữa là quân này biết Phật, theo Phật, niệm Phật và tu. Do đó trong đời con người đã là Phật tử, mình phải biết ai cái ơn không bao giờ được không ơn bội nghĩa, đó là ơn cha mẹ và ơn tam bảo. Quý vị nhớ nha, luôn luôn phải thờ kính cha mẹ mình và sợ tình khi cha mẹ mình già yếu, mình khó khăn thương yêu, và làm cho cha mẹ mình không an lành chết vãng sanh về cực lạc bằng cách mình luôn luôn làm họ vui, luôn luôn nhắc họ niệm Phật để mình báo ơn cha mẹ mình. Báo ơn Phật vì Đức Phật đã hy sinh cả cuộc đời của Ngài để truyền bá chánh pháp cho mình. Ngày hôm nay mình được như thế này là nếu không có Phật không bao giờ đó. Đức Phật là một vị, có thể nói rằng một vị đem cả cuộc đời ra cứu độ khắp chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không biết. Có nhớ ơn Phật hay không? Có nghĩ đến Phật hay không? Đừng có nghĩ là đi chùa niệm Phật là thường, không thường lắm. Luôn luôn có chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đi hai bên lưng mình để hỗ trợ cho mình, giúp đỡ cho mình trên cả cuộc đường thành đạo cho đến cuộc đời. Vì thế mình phải biết ơn. Mình biết ơn bằng cách đem thân mình ra lạy Phật, một ngày tối thiểu lạy Phật ba lạy rồi đi ngủ, lạy Phật ba lạy rồi đi làm. Nó không mất thời gian nhiều, nhưng mà có phước đức vô lượng vô biên. Nhớ còn trước khi đi ngủ, ngồi lên nằm lên giường khoan ngủ, hãy ngồi tĩnh tọa lại niệm con nhớ ơn Phật vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin cứu độ cho cuộc đời của con, để cho con đừng lầm đường lạc lối, đừng cho con tạo những điều bất nghĩa, đừng cho con tạo những điều tội lỗi trong cuộc đời này, để con sống an lành và chết an lạc. Nhớ chưa? Nhớ rồi thì phải thực hành. Cái thực hành quan trọng lắm. Nếu mình không thực hành, mình không làm theo những điều đó, rất bất lợi cho cái thân này của mình. Khi cha mẹ mình bổ nhập khi đưa mình ra đời, mình biết ơn, mình lo tu là đền ơn cha mẹ. Mình biết ơn cha mẹ, mình biết ơn tam bảo, mình phải đem hết lòng ra, tâm mình thiệt hiền, con người mình thật lành, làm bao giờ làm điều gì mình cũng suy nghĩ. Con người đã biết Phật rồi thì phải biết nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói và làm việc Phật làm. Nếu Phật không nghĩ điều này, mình không làm, không nghĩ. Phật không nói điều này, mình không nói. Phật không làm việc này, mình không làm. Mình phải bắt chước Phật, luôn luôn nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói và làm điều Phật làm. Có như vậy thì thân nghị này vô cùng quý giá. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu rồi, đi về thực hành, đi về cố gắng hết sức để cho mình có một tấm thân quý giá tốt đẹp. Đức Phật nhìn thương mình vì không nỡ để mình trôi lăn mãi trong vòng luân đạo, nên Ngài đã ra đời cứu độ cho mình bằng cách chiêu dắt mình vào đường ngay lối thẳng. Mình cố gắng vì mình đối với mọi thứ
mình có còn thiệt thòi hơn chăng nữa, mình có bị thua thiệt là chăng nữa, mình cứ nghĩ không sao, tôi bị thua thiệt thòi thì thiệt thòi, tôi chấp nhận bằng cách tôi sống một cách an lạc và một cách công thật để tôi không có một cuộc đời hiện tốt đẹp và tôi biết một đó là điều ông con xin gửi đến quý Phật tử từ đường xa xôi có về đây để tin chùa tự ấm tất cả tấm lòng này xin thành kính cầu ơn trên Lam Bảo chứng minh những phẩm vật của quý vị cúng dường tôi xin cầu. Ở vị bố thí giả bất hoạch kỳ lợi nhược vị lạc bố thí hậu bất đắc an lạc, nhược vị thọ bố thí hậu bất đắc quyền, nhược vị định bố thí hậu bất đắc tiêu bình, nhược vị cầu tiêu độ bố thí hậu bất đắc tiêu độ. Con xin nêu trên Tam Bảo từ bi thương xót nào họ ban cho chúng con xin phần cơm rơi áo rách, cầu mong tất cả các bồ đề tâm hồi hướng thiện nguyện viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về trong lòng tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu đạo. Ai núi biếc ấy nguồn cội ta, Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong tự về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an
trong lòng. Tháng si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành Nam Châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biển ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn.